We mentioned that there is no love lost between these two champions. Chào mừng quý vị và bạn quay trở lại khung giờ 20 giờ, khung giờ dành cho One Championship trên sàn thao. Và quý vị và các bạn đang được theo dõi trận đấu tranh tài ở cân 56kg dành cho nữ nội dung MMA tại One Championship giữa Siong Jingna đối đầu với Angela Lee. Đây là hai nữ võ sĩ rất tiêu biểu One Championship vì cả hai cũng đã giành được những cái chiếc đài ở hai hạng cân khác nhau. Họ gặp nhau hạng cân 56kg để tranh chiếc đài ở hạng cân 56kg tại One Championship nội dung MMA. Trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính vì hai nữ võ sĩ liên tục có những tình huống đổi đòn. Siong Jingna là nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc. Cô đang có một thành tích vô cùng ấn tượng với tổng cộng 20 trận đấu, 18 trận thắng và chỉ để thua 2 trận. Còn Angela Lee là võ sĩ đến từ nước Mỹ, gốc Hàn Quốc. Cô đã sở hữu cho mình đến 14 trận đấu, 11 trận thắng và trong đó chỉ có 3 trận thua. Hai võ sĩ đang rất tích cực trong việc tham gia tình huống đổi đòn tay. Võ sĩ đến từ Trung Quốc Jingna với biệt danh là Gấu Trúc đã thi đấu vô cùng chính xác với những tình huống counter phản đòn của mình. Angela Lee với một biệt danh rất kêu, không thể ngăn cản, đang có thấy được sức lấn lướt của mình trong từng cú đấm. Vẫn là những tình huống phản tay sau rất tốt của Jingna. Tình huống overhand để hạn chế lại tầm chiều cao rất tốt lên đến 1m70 của Angela Lee. Liên tục là những tình huống tạt sâu giữa đòn, những tình huống đổi đòn. Và trong những tình huống đổi đòn thì người đang nắm lợi thế là Jingna, người võ sĩ của Trung Quốc. Đang có những tình huống rất tốt, vừa rồi là một tình huống đấm gục Angela Lee đến từ Jingna. Ngay lập tức nữ võ sĩ đến từ nước Mỹ đã có một tình huống single leg takedown để chống lại cú đấm choáng vừa rồi của Jingna. Một tình huống thi đấu rất thông minh sau một tình huống choáng đòn Angela Lee. Và bây giờ hai võ sĩ vẫn tiếp tục ở trong vị thế đánh đứng. Sau tình huống đấm choáng vừa rồi thì có lẽ bây giờ Angela Lee đã mất hoàn toàn thế trận và cô đang phải chạy trước những cú đấm của Jingna. Liên tục là cú đấm chính xác của Jingna về phía Angela Lee. Hai võ sĩ đang đưa nhau xuống sàn nhưng Jingna không muốn xuống sàn. Và cô vẫn đang tiếp tục lôi lên. Với đây là một tình huống đánh triangle, tình huống phá tay và có thể chuyển sang amba của Angela Lee. Ngay tức cô đã xoay chuyển. Jingna vẫn đang còn đúa về phía đầu của Angela Lee. Một tình huống bắt chân đơn của Angela Lee. Angela Lee đang muốn kìm lại nhịp thi đấu của Jingna, người đang có một lối chơi vô cùng tàn loạn để liên tục đưa những cú đấm về phía đầu của Angela Lee. Diễn ra vô cùng căng thẳng. Bây giờ là những tình huống ép lồng của Angela Lee đối với Jingna. Angela Lee đang có những tình huống lên gối. Đây là lúc mà Angela Lee cần phải cầm nhịp lại Jingna. Nhìn nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc đang có một lối chơi vô cùng máu lửa và tinh thần đã rất cao rồi. Và bây giờ là tình huống mà Jingna đưa được Angela Lee xuống đất. Jingna biết mình sẽ không thi đấu địa chiến tốt với Angela Lee. Cô bắt chị Angela Lee phải đứng dậy chiến đấu. Sau những tình huống đá là một tình huống ép lồng tiếp theo của Angela Lee với những cú gối về phía bụng của Jingna. Vẫn là những tình huống sát lồng. Và chúng ta sẽ quay trở lại pha đánh đứng double leg bắt chân đôi của Angela Lee. Angela Lee đang rất muốn quật Jingna xuống sàn rồi. Nhưng nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc vẫn rất khỏe, chống takedown, chống quật rất tốt. Liên tục là những tình huống gài chân. Angela Lee đang muốn đưa cái gối của Jingna vào một vị trí tốt. Và bây giờ là lúc mà Jingna đã bị Angela Lee quật xuống sàn. Ngay bây giờ Angela Lee đang kiểm soát được phần lưng của Jingna. Ngay lập tức Jingna đứng dậy rất nhanh, không cho Angela Lee có thể bắt được lưng của mình. Liên tục là những tình huống chuyển đổi vị trí liên tục của hai nữ võ sĩ.
vẫn là những tình huống lên gối và trong những tình huống kẹp cổ sắc lồng. Sự chuyển đổi vị trí của hai nữ võ sĩ là liên tục. Lên gối của Angela Lee, người không thể bị đánh bại, đang gặp rất nhiều khó khăn trước Gina đến từ Trung Quốc. Lại là một tình huống nữa thì Angela Lee vẫn chưa buông thẳng cho vị trí cổ của Gina. Nhưng mà bây giờ thì Angela Lee đang có một tình huống kiểm soát phần thân bên trái đến từ Gina. Gina cũng ngay lập tức siết chặt hai bàn chân của mình để khiến cho nữ võ sĩ Angela Lee không thể có vị trí tốt trong những tình huống bài hóa. Và bây giờ là lúc cả hai đứng dậy đánh đứng ngay lập tức sau những cú đấm, là một tình huống hốt chân đôi của Angela Lee. Sự lì lợ của Gina đang là sự khó khăn đối với Angela Lee. Thể hình thể trạng của Angela Lee là tốt hơn, nhưng Gina vẫn có sự khéo léo trong những tình huống thoát khỏi những tình huống áp đặt đối chơi đánh nằm lên mình. Trận đấu vẫn đang xoay chuyển ở khu vực sát lồng và bây giờ là những tình huống đổi thôi. Angela Lee vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Gina xuống sàn, vẫn là những tình huống ép sát lồng, kèm theo đó là những tình huống lên gối cú trỏ của Angela Lee, liên tục là những tình huống dồn ép của Angela Lee. Angela Lee vẫn đưa Gina vào góc lồng và có những tình huống lên gối về phía mặt của nữ võ sĩ Trung Quốc. Tình huống đổi đó của hai võ sĩ. Angela Lee sau tình huống đánh đếm một ngay lập tức cô đã quay trở lại và đang có một phong độ rất tốt. Cô đã tải được đòn của Gina. Gina đang gặp rất nhiều bất lợi với lối chơi kiểm soát của Angela Lee. Liên tục là những tình huống đổi đòn đấm rất mạnh nhã của hai nữ võ sĩ. Sự liên tục trong từng cú đấm, cú đấm rất nhanh. Angela Lee vẫn muốn có một tình huống bắt chân đơn đối với Gina. Bắt chân trước rất khó vì cao tơ và giật nhả của nữ võ sĩ gốc Trung Quốc là rất cao. Tình huống đổi đòn rất mạnh nhã. Bây giờ là một tình huống Angela Lee lại tiếp tục đẩy Gina vào góc lồng. Vẫn là những tình huống đổi đòn. Nữ võ sĩ đang rất công hiến. Angela Lee đang có vẻ kiểm soát được Gina. Những cú đấm của Gina vẫn là chính xác. Đòn trả tay sau rất chính xác của nữ võ sĩ từ Trung Quốc. Với biệt danh là gấu trúc để Panda. Overhand của gấu trúc đến từ Trung Quốc. Đặt có thấy được sự chính xác của mình. Tiếp tục với những tình huống tác xung dự đổi. Tình huống đổi đòn liên tục hai nữ võ sĩ. Trận đấu đôi công rất tốt và đây là một tình huống bắt chân đôi nhưng vẫn chưa thành công. Angela Lee thì chưa thể nắm được phần cổ chân, cử chân của Gina. Ép lồng và những cú gối sẽ được đến từ phía của Angela Lee. Một sự phản kháng trong những đòn tay đòn chân của Gina là một điều gì đó vẫn quá kinh khủng đối với Angela Lee. Nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc đấm rất đau. Cú trỏ của Angela Lee lại là một tình huống bắt chân đôi, double leg takedown. Nhưng hông của Gina vẫn rất chặt, cô vẫn đủ cách để xoay người trụ rất vững. Và bây giờ là một tình huống móc chân làm cho đối thủ mất trụ đến từ Angela Lee. Và lần này thì Gina đã xuống sàn rồi, nhưng lưng của Gina đang tựa vào dây đàn, tựa vào thành lồng. Cái thành lồng này sẽ khiến cho cái lưng của Gina được an toàn thì Angela Lee sẽ khó có thể mà bắt được lưng của cô. Và tiếp tục là những tình huống ép lồng của Angela Lee về phía Gina, kèm theo đó là những cú gối rất nặng. Angela Lee đang có ý đồ bắt lưng của Gina và sẽ có một tình huống RNC rematch tiếp cổ sau tam giác. Nhưng rất khó, người của Gina đã dính chặt vào lồng, rất khó để lấy lưng nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc. Rất thông minh thì Gina đã thoát khỏi cái kim kẹp của Angela Lee. Hai tiếp tục đánh đứng, những lời khiêu khích, những cử chỉ khiêu khích của Angela Lee đối với Gina. Overhand liên tục những cú đấm trúng đích của nữ võ sĩ đến từ Trung Quốc.
phục công tay sau counter rất tốt. Ngay lúc này thì chúng ta đã biết được kết quả trận đấu. Người giành được chiếc đai vô địch hạng cân 56kg tại One Championship hạng cân nữ là Jinna. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi những trận đấu đỉnh cao của Southampton. Xin chào và hẹn gặp lại.